biệt là khi mà 10 cái đọt nó lên khoảng 3 đến 4 bông. Nó giống cái mùi hồng ở ngoài Hà Nội. Tùy theo loại chị. Tại vì mỗi một loại nó có một cái hương khác nhau. Còn chị kiếm màu vàng qua đây nè, màu vàng đó thấy không? Đó. Phát hết ta. Ôi bên này quá trực quả hồng luôn. Cái này là ở đoạn giữa của đường đi vào làng hoa. Rất nhiều hoa hồng. Ồ, đây có hoa hồng trắng đây. Hồng trắng. Rồi hồng leo. Bên đây thì là hoa hồng mà. Hoa hồng nhung. Hồng nhung cũng có luôn. Wow. Hồng này giống hồng tím vậy. Xe rực hết trơn. Wow. Lấy tinh dầu nó, lấy tinh dầu.